Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin điều tra nghệ sĩ bị tố chiếm đoạt tiền từ thiện để lấy lại danh dự cho mặt trận Tổ quốc hay còn có gì khác. Sau hàng loạt các loạt livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân trong đợt báo lũ ở miền Trung vào hồi năm 2020. Bộ Công an đã gửi công văn yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát các tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ tại các tài khoản trong và ngoài nước. Hôm 15 tháng 10, Công an đã làm việc với ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa, v.v. nằm trong danh sách yêu cầu rà soát sao kê các hoạt động từ thiện nhằm xác minh theo nội dung của một số đơn tố cáo rằng các nghệ sĩ này đã lợi dụng bão lũ miền Trung để quyên góp tiền nhưng không minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là hình ảnh các nghệ sĩ tham gia từ thiện giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung vào năm 2020, bị công an điều tra cùng có ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành. Báo chí trong nước dẫn lời Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an nói rằng cơ quan công an rà soát và số tiền từ thiện để giúp giải tỏa những nghi ngờ bức xúc của dư luận trước thông tin cáo buộc một số cá nhân lợi dụng việc quyên góp tiền từ thiện nhằm mục đích trục lợi. Đây là việc làm rất kịp thời. Trong khi đó, theo quan điểm của một số người cũng hoạt động thiện nguyện trong nước từ nhiều năm nay, thì chính quyền còn có một số động cơ khác đằng sau cuộc điều tra ăn chặn tiền từ thiện trong thời điểm này. Đó là việc lấy lại danh dự cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà P hiện đang ở Sài Gòn, có nhiều hoạt động thiện nguyện trong thời gian vừa qua, cho biết bà ủng hộ việc phải điều tra cho rõ có hay không chuyện nghệ sĩ đã chiếm đoạt tiền từ thiện. Để từ nay về sau, những ai kêu gọi quyên góp tiền từ thiện tự biết trách nhiệm giải trình minh bạch với người đóng góp. Tuy nhiên, bà P nói chính quyền làm mạnh tay vụ này còn vì muốn lấy lại danh dự cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các tổ chức từ thiện do nhà nước quản lý. Bởi vì trong đợt bão lũ vừa qua, người dân không còn tin tưởng vào các tổ chức của nhà nước nữa nên mới gửi tiền cho những người khác, đặc biệt là Thủy Tiên. Bà nói, mình biết là không có bên nào hoàn toàn tốt. Mình nghĩ là một cá nhân khi nhận một khoản tiền nào đó thì họ phải có trách nhiệm đứng ra báo cáo minh bạch. Đây là hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên công vinh với bản sao kê từ ngân hàng Vietcombank. Minh bạch cũng có nghĩa là bảo vệ danh dự cho người đứng ra làm từ thiện. Về tính minh bạch trong chuyện làm từ thiện của Thủy Tiên thì mình không dám bàn tới, bà nói. Tuy nhiên, mình tin rằng đây là một cú vỗ mặt rất lớn đối với nhà nước, bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như là Hội chữ thập đỏ vì họ không còn nhận được tiền của người dân gửi vào để ủng hộ. Cho nên bắt buộc họ phải có một động thái nhằm dằn mặt, nếu không thì họ cũng thất thu. Theo kinh nghiệm làm từ thiện thì mình biết rằng là tai họa của người dân luôn luôn là cơ hội của người có chức có quyền trong khu vực địa phương. Trong thiên tai hay dịch bệnh, người dân họ luôn ứng cứu nhau hơn rất nhiều, nhanh so với nhà nước. Và phải dằn mặt như thế thì dân sau này họ mới gửi tiền cho các cơ quan nhà nước. Chứ người dân cứ gửi tiền cho cá nhân như thế thì các cơ quan ăn hại kia ăn cá mà. Đó là suy nghĩ của mình, bà đã chia sẻ. Ông Hát, người cũng đã chạy ngược, chạy xuôi, trao quà cho bà con nghèo trong suốt 4 tháng phong tỏa do dịch bệnh, đã nói với đài FA rằng ông nhìn thấy rõ ràng chính quyền hiện nay không muốn cho tư nhân đứng ra làm từ thiện nữa. Tất cả phải quy về một mối là mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông nói, vấn đề là họ không muốn cho tư nhân làm về từ thiện nữa. Tất cả mọi thứ thì tập trung vào mặt trận Tổ quốc, bởi vì mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bị mất tiếng từ rất lâu rồi. Đây là hình ảnh biếm họa năm ngoái của báo Tuổi Trẻ Online. Hình bên trái vẽ ca sĩ Thủy Tiên đi cứu trợ với 100 tỷ đồng. Thuyền bên phải là nhóm của mặt trận Tổ quốc và ban tuyên giáo với lời đề nghị với ca sĩ Thủy Tiên rằng hợp tác nhá, bọn anh có đủ cả, chỉ thiếu uy tín mà thôi. Thiện nguyện tư nhân trong những đợt vừa rồi là người ta làm quá tốt. Bây giờ có muốn vực dậy thì mặt trận Tổ quốc thì bắt buộc họ phải dập từ thiện tư nhân. Đương nhiên trong 100 hay 1.000 người làm từ thiện thì cũng có những người nhúng chàm. Nó chỉ có việc kiếm những đứa đó rồi đẩy lên làm trọng điểm. Họ biết chắc chắn là có thì họ mới có điều tra, nhưng mục đích là không phải để truy thu nguồn tiền đó mà để làm cho dập đi cái thiện nguyện tư nhân. Tất cả mọi thứ
là để lấy danh tiếng cho các bên tổ chức của nhà nước. Hồi tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên cũng kêu gọi quyên góp tiền để cứu trợ cho đồng bào 4 tỉnh miền Trung đang gặp bão lũ. Chỉ trong chưa đầy một tháng, Thủy Tiên đã nhận được 178 tỷ đồng. Con số này do cô giải trình sau khi kết thúc đợt cứu trợ. Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thông qua hệ thống mặt trận từ Trung ương cho đến tận địa phương đạt trên 265 tỷ đồng. Cho đến nay, Mặt trận Tổ quốc cũng chưa sao kê công khai các khoản giải ngân từ số tiền thu được ở trên. Và định hướng dư luận che lấp yếu kém xử lý dịch bệnh của nhà nước, đây cũng là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh đăng ảnh kêu cứu khắp nơi trong cơn đại dịch nhưng không được chính quyền quan tâm, chỉ có các nhà thiện nguyện tự giúp nhau mà thôi. Một nguyên do khiến cho Bộ Công an vào cuộc điều tra ngay trong thời điểm này là theo bà P là do muốn định hướng dư luận. Chính quyền muốn tập trung sự chú ý của dân chúng vào sự lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện của nghệ sĩ mà bỏ qua những yếu kém thất bại của lãnh đạo trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua ở các tỉnh phía Nam. Bà P nói tiếp, mình phải thừa nhận là từ xưa đến nay nhà cầm quyền rất thành công trong việc thao túng tư nhân dư luận. Họ dùng những scandal này để nhận chìm những scandal khác và mình nghĩ rằng vụ từ thiện này cũng không nằm ngoài mục đích nhận chìm những cái sai. Sự quan tâm của người dân về vấn đề tiêm vaccine và dịch bệnh cũng giống như là sự tắc trách phản ánh yếu kém của nhà cầm quyền Việt Nam khi hỗ trợ người dân trước vấn đề dịch bệnh. Tại sao khi bầu cử lại có thể làm cái trò mang thùng phiếu đến tận giường bệnh, nhưng mà khi hỗ trợ thì lại thiếu lên thiếu xuống suốt 4 tháng trời. Trong khi đó, nếu không có những nhóm từ thiện tự phát, thì mình tin rằng Sài Gòn này với số người chết phải nhiều hơn rất nhiều. Những ngày này cũng có những thông tin lố bịch là ông Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội nói rằng không có người dân nào bị bỏ lại, đói khổ vì dịch bệnh. Cho đến bây giờ thì mình sẵn sàng mời ông Tấn bỏ thời gian đi cùng với mình để thấy rằng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người khốn khổ. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu hôm 18 tháng 10 trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rằng chưa có ai ở thành phố này bị đói hay thiếu mặc, lâm vào cảnh khốn khổ vì đại dịch. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Bà P cũng cho rằng đây cũng là một phát biểu nhằm khuấy động, điều chỉnh dư luận. Nhưng theo bà, đây là một câu nói dối thô bỉ nhất mà tôi từng nghe. Trường hợp Giám đốc Sở Lê Minh Tấn có thể coi là một điển hình tính cách của loại quan chức như nhà báo Nguyễn Đại Dương khái quát là ở ông Tấn có hội đủ các phẩm chất của một kẻ ngu dốt, vô cảm, trí trá và hèn hạ. Ngu dốt và vô cảm vì đại dịch làm cho Thành phố Hồ Chí Minh tan hoang, chết hơn 1,6 vạn người, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người đói ăn, thiếu thuốc, hàng triệu người khốn khổ chạy toán loạn khỏi thành phố. Vậy mà ông, giám đốc phụ trách vấn đề cứu trợ, an dân, lại nói trước toàn dân là chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch. Tột cùng của ngu dốt, vô cảm, vô lương tâm. Trí trá, hèn hạ là vì, vào ngày 18 tháng 10, trước Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tấn nói chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch, vân vân. Thì đến ngày 19 tháng 10, ông lại nói, tôi không nói, chưa có ai khó khăn, khốn khổ cả, vân vân. Nhưng sau đó thì vào ngày 20 tháng 10 thì ông lại năn nỉ rằng đây là sơ suất của cá nhân tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh về sơ suất này, tôi rất mong nhận được sự thông cảm lượng thứ của người dân. Đáng lẽ còn cháo trở và tàn ác nữa, vì mấy tờ báo đã đưa tin là báo Lề Đảng, họ trưng ra băng ghi âm ghi hình nên ông ta đã cứng họng đành phải nhận lỗi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021 với bản tin điều tra nghệ sĩ bị tố chiếm đoạt tiền từ thiện để lấy lại danh dự cho Mặt trận Tổ quốc hay còn gì khác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de